Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ngày 19 tháng 8, tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, bày tỏ vui mừng và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt Trung, cũng như sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của hai đảng hai nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, cho rằng đây là thời điểm quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu và thực chất trên mọi phương diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn sâu sắc và thể hiện nhiều nghĩa cử đặc biệt trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện mạnh mẽ tầm cao quan hệ hai đảng, hai nước và tình cảm đặc biệt giữa đồng chí Tập Cận Bình với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đồng chí anh em giữa hai đảng, hai nước, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ cương vị mới, mong muốn cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và ban lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Trung Quốc tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị, chung tay thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng, hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc, khẳng định mong muốn cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc kế thừa và phát huy tốt truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai đảng hai nước, định hướng quan hệ Việt Trung bước vào giai đoạn mới phát triển, ngày càng ổn định, bền vững, lâu dài. Ưu tiên trong chính sách ngoại giao. Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn quan trọng mà đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong 10 năm thời đại mới và nhất là từ sau Đại hội 20 đến nay. Nổi bật là thực hiện thành công đúng thời hạn mục tiêu 100 năm thứ nhất về xây dựng toàn diện xã hội khá giả, hoàn thành toàn bộ trên 300 biện pháp cải cách được đề ra tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 cách đây 10 năm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc phát triển thịnh vượng, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình về tình hình Việt Nam thời gian gần đây, nhất là phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa
trên sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Chia sẻ về chuỗi hoạt động ý nghĩa tại điểm dừng chân đầu tiên tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước đến Quảng Châu để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Cũng là dịp kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự phối hợp, hỗ trợ quý báu của Trung Quốc với cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh những năm tháng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết nên mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Về quan hệ hai đảng, hai nước, hai tổng bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhất là từ sau hai chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai đảng trong hai năm 2022 và 2023, quan hệ hai bên duy trì đã phát triển tích cực, đạt được nhiều điểm sáng theo đúng các phương hướng sáu hơn, bao gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng. Nhấn mạnh trong bối cảnh cục diện thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định mạnh mẽ, Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách ngoại giao láng giềng. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững theo đúng phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt. Hai tổng bí thư chủ tịch nước nhất trí cao về việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, coi trọng vai trò định hướng chiến lược của kênh đảng đối với tổng thể quan hệ song phương hai nước, tiếp tục đi sâu hợp tác lý luận thông qua các cơ chế như hội thảo lý luận giữa hai đảng, kịp thời chia sẻ những thành quả mới nhất về lý luận và thực tiễn mỗi đảng, mỗi nước, có ý nghĩa thiết thực đóng góp vào sự nghiệp của mỗi đảng, mỗi nước. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường và phát huy các lĩnh vực hợp tác thực chất. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó thúc đẩy kết nối hai hành lang một vành đai. Với vành đai con đường, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế giữa các tỉnh biên giới, tăng cường giao lưu về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác xây dựng các công trình lớn, mang tính biểu tượng cao, tương xứng với tin cậy chính trị, thể hiện được trình độ phát triển và khoa học công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư chất lượng vào các công trình cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam, tăng cường hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có nhiều ưu thế như kinh tế xanh, kinh tế số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc. Nhấn mạnh việc hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025, hai tổng bí thư chủ tịch nước nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, thống nhất xác định năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc. Hai tổng bí thư chủ tịch nước đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cơ chế quốc tế trên cơ sở vì lợi ích chính đáng của hai nước và đóng góp tích cực vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Về vấn đề trên biển, hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn, nhất trí thực hiện tốt các nhận thức chung cấp cao đã đạt được, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên bờ Biển Đông DOC và thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến các ban, bộ, ngành địa phương hai nước ký kết các văn kiện hợp tác trong chuyến thăm trên các lĩnh vực hợp tác trường đảng, xuất nhập khẩu nông sản, phát thanh truyền hình, nghiệp vụ truyền thông báo chí, y tế, cơ sở hạ tầng, kinh tế thương mại, công nghiệp, ngân hàng. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trà. Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt được hình thành và duy trì trong nhiều chuyến thăm cấp cao những năm gần đây giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng hai nước, thể hiện sự coi trọng, tinh thần đồng chí anh em giữa lãnh đạo hai đảng hai nước. Trong không khí vui vẻ, ấm cúng, hữu nghị, hai Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai nước, hai đảng, trao đổi thân tình về văn hóa, trà, trong phong tục tập quán của mỗi nước, đánh giá lại các nhận thức chung vừa đạt được tại cuộc hội đàm và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương trên tầm cao mới. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.